Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất chi 55 tỷ đồng để hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc voi nhằm chấm dứt nạn cưỡi voi chuyển sang mô hình du lịch thân thiện. Nguồn kinh phí trên do Tổ chức Động vật Châu Á AFF tài trợ. Dự án được thực hiện từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 12 năm 2026 tại huyện Buôn Đôn, Vương quốc gia Gióc Đôn, trung tâm các công ty du lịch và huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Cưỡi voi từ lâu đã được coi là một trong những dịch vụ hút khách gắn liền với du lịch Tây Nguyên. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tuổi thọ và số lượng của đàn voi trên địa bàn. Hiện đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 37 cá thể, đàn voi hoang dã có khoảng 80-100 cá thể. Số lượng đàn voi đã giảm 90% so với năm 1980. Các cá thể voi nhà hầu hết đã lớn tuổi, sinh sản khó khăn và gây khó cho công tác bảo tồn. Sự nghỉ ngơi của những đàn voi ở Bản Đôn trong thời gian tới sẽ đánh dấu bước dịch chuyển của ngành du lịch Việt Nam khi các mô hình du lịch thân thiện có thể áp dụng rộng rãi trên thực tế. Với những mô hình này, khách tham quan không làm ảnh hưởng tới tự nhiên, môi trường mà còn có thể nâng cao hiểu biết, góp sức trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên.